rằng người ta có thể chấp nhận được những cái cư khử sai trái, những cái lời nói, những cái sự thù hận, những sự hiểu lầm, những cái vụ vu oan, những cái thù hận người ta chấp nhận được vì chiều kích đức tin, vì chiều kích thiêng liêng. Nếu chỉ chiều kích nhân bản không, chúng ta sẽ không đạt được điều đó. Chúa cùng anh chị em. Ở cùng cha. tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan khi ấy Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilea cũng gọi là Tiberia có đám đông dân chúng theo người vì họ đã thấy những phép lạ người làm cho những kẻ bệnh tật Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với người. Người hỏi Philip phê, ta mua đâu được bánh cho những người này ăn? Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính người đã biết việc người sắp làm. Philipê thưa, hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút. Một trong những môn đệ tên là André em ông Simon Ferro thưa cùng người rằng, ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người. Chúa Giêsu nói, cứ bảo người ta ngồi xuống. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. Bây giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, người phân phát cho các kẻ ngồi ăn. Và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích. Khi họ đã no nê, người bảo các môn đệ, hãy thu lấy những miếng còn lại kẻo phí đi. Họ thu lại 12 thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư. Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng thật ông này là đấng tiên tri phải đến trong thế gian. Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt người để tôn làm vua nên người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời chúa. Chúa Kỳ khen Chúa. Thưa quý cha, quý sơ, quý bà, anh chị em rất thân mến. Khi bắt đầu thánh lễ, cha chủ tế, cha nhiệm của quý bà, anh chị em, cộng đoàn Việt Nam Tây Úc đây, đã giới thiệu tôi là Pero Nguyễn Đức Thắng thuộc giáo phận Long Xuyên, vùng tây ở thuộc về vùng đất của người Tây Nam Bộ, Hoàn toàn là người phía người Tây Nam Bộ. Tên gốc của cái vùng đất đó là mang tiếng Khmer cổ. Nguyên cái vùng đất lớn đó gọi là năng gù nghĩa là Snenko, Sừng Bò. Không biết hồi xưa nó như thế nào là Sừng Bò. Rồi cái vùng mà xác định cái chỗ của nhà thờ An Hòa tự ở hơn tự gọi là Mạc Cần Dưng. Đó là là cái rạch tiếng tiếng Khmer là cái rạch đi từ sông cái đi vào trong cái ngọn núi cấm, à, ngọn núi cấm cái nơi mà rất là nhiều khỉ người ta gọi là xà tón. núi cấm ngày xưa nó rất thiêng liêng, người ta rất sợ đi vào khu vực đó, à, nó có nhiều những cái bí mật, bí hiểm, bí à, huyền bí ở trong đó cho nên người ta gọi là khu vực núi cấm là vì vậy, là cái rạch mặt cần dương chạy vào đó. nó, là cái vùng đất như vậy để chúng ta hiểu một chút sơ sài cái, cái nó là một cái, cái địa danh của miền quê, nơi đã có từ rất xa xưa của người me sau đó người công giáo đến tiếp xúc rồi các thứ ở trong một cái vùng đất lớn lên trong một cái nền văn hóa đó cái vùng cái vùng ngay an hòa gọi là mặt cần dưng ta nói mặt cần dưng cùng tay lớn hơn cùng chân người ta muốn chọc cái người mặt cần dưng cùng tay cái cổ tay này mặt cần dưng cùng tay lớn hơn cùng chân vì từ bé tám chín chín mười mười một tuổi trở lên đó là các em nhỏ phải đi cắm gạch Cắm gạch thì nó có một cái thanh gạch nhỏ thôi để phía đằng sau Còn người người thác người ta chất gạch rồi đó chất gạch có thể là cầm ở đằng sau ở dưới cái eo cái mông mình đó mà gạch nó qua cái đầu của em nhỏ được chất cao lên với cái tay họ mạnh như vậy cầm đi đấy như thế dần dần nó hình thành cái cái, cái cái cái, hình dáng bề ngoài của những con người mà lam lũ đó mặc cần dưng cầm tay lớn hơn cầm chân là vì như thế đất đơn sơ bình dị mà về mặt kinh tế thì nó vẫn đứng ngoài rìa của những cái gọi là toàn cầu hóa đứng ngoài rìa tôi nói một chút sơ sài một chút về vùng đất đó hôm nay chúng xin quay trở lại chúng ta chia sẻ một chút chiêm nghiệm cái bài tin mừng của ngày hôm nay bài tin mừng ngày hôm nay với việc chúa giêsu hóa bánh ra nhiều từ năm chiếc bánh và hai con cá nhà thần học Calabac của tin lành nhà thần học rất là nổi tiếng ông ta À, chú giải đoạn kinh thánh này bằng cách là Chúa Giêsu là một con người có cái tính xã hội. Chúa Giêsu có một cái sự hấp dẫn, một cái sự hấp dẫn xuất phát từ trong con người của ngài. ngài. Ngài hấp dẫn và tiếng nói của ngài thuyết phục, tiếng nói của ngài là người khác nghe vô là nói là ông này phải chăng ông dạy một giáo lý mới chăng? Sao ông ta lại có cái uy quyền như thế? Cái lời nói của Chúa Giêsu nó có một cái ảnh hưởng có một cái âm vang như vậy ông này ông giảng dạy một cái giáo lý mới chăng người ta nghe thấy từ trong miệng của ngài nó có cái quyền lực cái power mạnh mẽ thu hút hấp dẫn người khác và ông ta lý giải đi tới chỗ đó là chính ở việc Chúa Giêsu có một sức hấp dẫn sự tuyệt vời như vậy và Chúa Giêsu kêu gọi tất cả mọi người tất cả mọi người đang đi theo Chúa Chúng ta biết những người đi theo Chúa ở bất cứ ở cộng đồng nào, ngay ở trong ngôi nhà thờ chúng ta đây, một cộng đồng công giáo công giáo Việt Nam, huyền nhân chẳng hạn, khá đồng nhất, mà sẽ có rất là người giàu, người nghèo, người khỏe, người yếu đau. Đúng không? Vậy thì ông ta nói là trong 5.000 người ăn như vậy, chắc chắn là sẽ có một số một số người rất là giàu có. Và vì tiếng nói của Chúa Xu mạnh mẽ và Chúa Xu kêu gọi như thế, để tất những người giàu có chia sẻ phần ăn của mình cho tất cả những người nghèo khó và năm ngàn người cùng ăn no nê và cái và cái chú giải cái như thế nó rất hợp tình nó rất hợp lý và người con người chúng ta thời nay nghe chúng ta nghe thấy nó tròn trịa cái lỗ tai của mình người ta thích thú và người ta chạy theo cái lối chú giải của nhà thần học như thế nhưng thưa quý bà anh chị em đạo công giáo chúng ta không lý giải cách đó lý giải cái cách đó là lý giải cái cách thuần lý nhân bản hết sức là nhân bản hết sức hợp lý hết sức logic và chúng ta nghe chúng ta thấy nó thuận tai của mình và đúng đó nên như vậy tất cả mọi công đạt nên chia sẻ với nhau phép lạ phép lạ ở đâu phép lạ ở chính con người của mình chúng ta có thể tạo ra phép lạ bằng cách chúng ta chia sẻ cho nhau trong cái đoàn lũ của những người đến với chúa xu người ta chia sẻ và người ta ăn còn dư là vì những người giàu chia sẻ như thế và xin nhắc lại một lần nữa đó là cách lý giải theo kiểu của nhân bản và người tin lành họ không có cần phải theo một cái hệ thống hướng dẫn giải thích kinh thánh theo Chúa Thánh Thần và ý hướng của giáo hội, truyền thống giáo hội. Người ta không có vướng cái đó. Nên mỗi người họ tự nói theo cái cách của họ. Tự nói theo cái cách của họ. Và cách nói đó thu hút dân chúng, thu hút những con người thời nay. Tại sao chúng ta nói thu hút con người thời nay? Chúng ta cứ thử nhìn lại trong gia đình của mình, trong con cái của mình thôi. Con cái của mình. À, cái cách sống của chúng là rất là nhân bản, rất là nhân văn, có thể học hành cao hơn cao hơn những người chúng ta những thế hệ đã, người lớn cao hơn chúng ta hiểu biết nhiều hơn tế nhị hơn văn minh hơn lịch sự hơn đặc biệt là sống nhân bản hơn nhưng con người chúng ta không phải như thế là con người chúng ta cần có cái chiều kích linh thánh chiều kích linh thánh xuất phát từ cái chiều kích đức tin của mình chúng ta không thể chỉ nhân bản không không đúng không đủ con người không phải là một cái thực thể sinh ra sống tốt đẹp với nhau rồi chết đi không phải vậy mà tại sao tôi có mặt ở đời này chết này chết rồi tôi đi về đâu mỗi người con người nhân linh của chúng ta chúng ta phải dạ, trả lời được câu hỏi đó động vật không cần trả lời câu hỏi đó nhưng con người phải trả lời câu hỏi đó và để trả lời câu hỏi đó nhân bản không không đủ không đúng Quý ông bạn chị em cứ thử nghĩ khi mình nhân bản. Mình sống rất sạch sẽ, nhân bản mà. Nhưng mà khi người khác sẽ rác một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Mình điên lên lên, mình điên lên. Tại sao mà tôi cứ lượm rác, cho tôi bỏ vô thùng rác, người khác cứ thảy thảy ở đây. Mình khùng lên liền. Và ngay cả trong đời sống gia đình cũng thế. Nếu chúng ta chỉ nhân bản thôi, không đủ. Người chồng nói một câu, người vợ phải nói một câu. Người vợ nói, người chồng phải trả lời, phải nói. Không ai nhường ai được. Không ai... Tôi đã làm tốt đẹp, thì bà phải làm tốt đẹp. Tôi đã nhịn một lần rồi, quá tam ba bận, không được lần thứ hai, không được lần thứ ba. Nhân bản là như thế, thưa quý bạn chị em. Còn chiều kích thiêng liêng, chiều kích đức tin, không phải như vậy. Chiều kích thiêng liêng, chiều kích đức tin, mời gọi, mời gọi mọi người chúng ta suy tư hướng tới cái cứu cánh của đời mình là Chúa Giêsu Kitô là sự chết là sự vĩnh cửu đời sau và khi người ta suy tư được trong cái chiều kích linh thánh chiều kích đức tin đó người ta mới có thể hoán cải con người của mình người ta hoán cải người ta mới có thể chấp nhận được những cái sự trái ý ngược lầm người ta có thể chấp nhận được những cái cư khử sai trái những cái lời nói những cái sự thù hận những sự hiểu lầm những cái vụ vu oan những cái thù hận, người ta chấp nhận được vì chiều kích đức tin, vì chiều kích thiêng liêng. Nếu chỉ chiều kích nhân bản không, chúng ta sẽ không đạt được điều đó. Cho dù chúng ta văn minh, cho dù chúng ta lịch sự, nhưng ở chiều kích nhân bản, chúng ta phải bị dừng lại. Chúng ta chưa có vượt phóng con người mới lên trên một cái mức tầm cao mới mà đức tin mời gọi. Thì đức tin cái sự mà trừ cách linh thánh đó như thế nào chúng ta cứ nhìn vào trong cái anh trộm lành trộm lành anh trộm lành là anh anh ta đóng góp cho đạo do thái như thế nào anh ta được chúa giêsu chữa bệnh gì anh ta được mọi người công nhận công khai như thế nào hay nói như chúng ta đó anh ta rửa tội chưa anh ta được thêm sức chưa? Anh ta được ơn chữa lành từ Chúa chưa? Anh ta được Chúa ca, ca ngợi làm được điều gì to lớn cho cộng đồng chưa? Chưa chưa, không có gì hết. Cái chiều kích nằm ở chỗ là anh ấy tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chiều kích thiêng liêng của chúng ta, chiều kích đức tin ta chỉ ở cái điểm đó. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết vì yêu chúng ta, và để cứu độ chúng ta chỉ như thế thôi và một khi chúng ta đã tin vào như vậy con người chúng ta tự nhiên được biến đổi tự nhiên được hoán cải một người trẻ mà khi mà nó đã xác tín chân nhận rằng bố mẹ yêu thương nó tới mức mà phải chết vì nó thì đứa bé là lúc đó sẽ được hoán cải còn những lời nói suông còn những chuyện gì khác họ không được biến đổi đâu nói ngoài tai ngoài vậy cái đức tin của chúng ta hệ tại nằm ở điểm đó nên trong những ngày này nhất đặc biệt là trong cái mùa phục sinh cận kề sau lễ phục sinh chúng ta sẽ được nghe đi nghe lại việc các tông đồ thể hiện ra mình là con người của đức tin tin vào chúa khi các ngài chấp nhận chịu đánh đòn khi các ngài chịu vào tù ngục và cuộc đời của các ngài kết thúc ở bị chịu tử vị đạo và có những cái chết hết sức là đau thương đó là tinh thần vượt phóng nhờ cái chiều kích linh thiêng nhờ chiều kích đức tin chúng ta trở lại thêm một chút xin phép nói thêm một chút vì trong này ngày thường mà giảng hơi dài chút nữa và chính vì ở cái chiều kích thiêng liêng chiều kích linh thánh đó, đó chúng ta quay trở lại cái bài tin mừng ngày hôm nay mới nói tới việc chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều mà chúng ta nói đó là tiền thân vì cái hình ảnh mà Ngài là bí tích thánh thể. Đó là cái điểm hệ trọng người công giáo lên rước Chúa và cảm thấy mình được biến đổi và cảm thấy mình hàng ngày từng giờ mình 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 không có công trạng gì mình cũng giống như là cái anh trộm vậy đó không có công trạng gì đâu nhưng ở cái chỗ là mình tin vào điều đó mình tin vào việc mình lên rước rước Chúa người tin lành họ không tin vào điều đó họ vẫn cử hành những ngày lễ gặp mặt, tạ ơn, họ cử hành lại. Vậy thôi, họ, họ nhớ tới, họ kỷ niệm thôi. Còn họ, họ, không tin là một có một nhóm tin là nhỏ tin thôi, còn hầu hết đại đa số họ không tin. Trong hình bánh đó mà có Chúa Thánh Thể, họ không tin, họ không, tin. Họ không tin vào Chúa ở trong đó. Mà tin vào điều đó, chúng ta được thay đổi vào điều đó. Và nhiều khi những cái thay đổi đó đôi khi chúng ta không biết. Giờ thử hỏi quý ông bà, anh chị em, thử hỏi uh, trong đây, như, như các ma sơ, ma hay nhớ, thử hỏi là thứ sáu tuần trước cái ma sơ ăn cái gì vậy thế là họ thử hỏi ma sơ là sáng ngày hôm kia ma sơ ngày hôm kia ma sơ nấu món gì đi chợ cái gì quý bạn chị em thử hỏi quý bạn chị em tháng trước cũng thứ sáu này tháng trước quý bạn chị em đi chợ ăn cái gì mình không nhớ đâu mình không nhớ nhưng mà mình vẫn lớn lên mình vẫn được nuôi sống thể xác của mình mình được nuôi sống mà ngày hôm nay mình còn ngồi đây là vì những ngày đó mình ăn uống thì cũng vậy trong đời sống thiêng liêng chúng ta không thể nào nói được là ông hước chúa bao nhiêu lần rồi mà ông thế này ông thế kia bà lên hước chúa rồi mà miệng bà vẫn không có giữ gìn bà cứ nói tới nói lũ gì gì chứ không có nhưng mà cho dù chúng ta không nhớ cho dù chúng ta quên giảng xong bài tin mừng chúng ta quên nhưng nhờ việc chúng ta siêng năng tham dự thánh lễ nhờ việc chúng ta siêng năng nghe lời chúa mà đời sống thiêng liêng của chúng ta càng ngày càng được biến đổi từ từ chúng ta lớn lên trong ân nghĩa chúa và đó chính là cái chiều kích thiêng liêng xuất phát từ cái đức tin của mình còn nếu hỏi chúng ta có làm được công trạng gì không chúng ta cũng phải khiêm tốn Mà nói cũng như người trộm lành chúng ta chẳng được công trạng gì nhưng nhờ niềm tin chúa Su nói ngay hôm nay ngươi được lên thiên đàng với ta Ước mong mỗi người chúng ta sống với chiều kích thiêng liêng của mình một cách tốt đẹp hơn. Bên cạnh chúng ta vẫn sống chiều kích nhân bản tốt đẹp với mọi người. Chúng ta có chiều kích thiêng liêng để với ơn Chúa chúng ta được bình an. Và khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay từ biệt cuộc đời này, chúng ta cảm thấy mình được một cái sự an lành, được Chúa đứng kế bên đón nhận như người trộm lành. Chúa nói, hôm nay ngươi được lên thiên đàng với ta. Như người cha trong đó, con về mây mù mưa giăng lối nào nề dâu cây đắng nghe trề chúa mừng vui ôm con vui mừng hôn con chúa ơi con về đây thông lối lầm con chẳng xứng như chúa ước mong đi qua những thăng trầm